thì chúng ta sẽ học về cái nội dung là HTTP client của thằng Angular, tức là chúng ta sẽ lấy một cái API, từ trên mạng, nó có cung cấp data, có chức năng thêm sửa xóa xem chi tiết của thằng một cái API nào đấy về, và chúng ta sẽ hiển thị cái dữ liệu đấy trên màn hình của mình. Dạ, đấy là nội dung bài hôm nay của mình. Thì để bắt đầu cho cái bài này thì các bạn vào cái đường dẫn này giúp tôi, các bạn bật cam lên nhá, nhìn cho nó có khí thế một tí. Rồi các bạn vào cái đường dẫn này giúp tôi là mockapi.io, cái trang này, trang mockapi.io. đây, tôi sẽ click vào đây. Được chưa, các bạn vào được chưa? Rồi bây giờ các bạn đăng nhập vào nhá. Đăng nhập thì các bạn chọn đăng nhập bằng GitHub hoặc đăng nhập bằng tài khoản Google cũng được. Như tôi có GitHub thì tôi đăng nhập bằng GitHub. Được chưa? Các bạn vào được chưa? Thấy chưa các thanh niên ơi? Mạng em lag con nó mãi nó chưa loát xong thế ạ. Rồi tôi chờ, bởi phần này nó khá là quan trọng nên tôi sẽ chờ các bạn. Trắng tinh thì reload trang đi. Em bị trắng tinh thế ạ. Đâu, em share màn hình đi xem nào. Em đăng nhập bằng tài khoản gì? Google à? À, dạ, được rồi thẻ. Chắc Được mạng. rồi. Có thấy cái main component vừa nãy lỗi thì thích kiểu gì ạ? Ừ. À? Cái main component vừa nãy thầy tạo mới nó lỗi thì thầy thích kiểu gì ạ? Thôi để tí nữa nhá, đang làm nốt phần này nhá. Hiểu không? Ok, tí nữa tôi check cho. Được Nó chưa, hiện các bạn vào được project là được phải không thầy? hả? Nó hiện cái new project là được phải không thầy? Đúng rồi, nó như này này. Các bạn vào đến màn hình này chưa? Còn đây chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Các bạn chọn new project nhé, xong đặt tên cho cái project đấy. Ví dụ như các bạn đặt tên là tên của mình cộng với mã sinh viên chẳng hạn. Được chưa? Tạo project chưa? Tạo project chưa các bạn ơi? Không, AP prefix thì viết cái gì vậy? Chẳng API viết cái gì cả. cứ thế cứ read à? Có thể create thôi. Dạ Thế vâng nó ra em. như này đúng không? Cái API prefix này cái gì? Cái mẹ nó, mình chỉ viết mỗi cái này là xong, update, create là xong. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa các bạn ơi? Ok ạ. Rồi, Rồi thầy. bây giờ các bạn vào trong phần này, các bạn vào mở project ra thì các bạn sẽ có một cái đường dẫn endpoint, cái này tí nữa chúng ta sẽ dùng. Cái thứ hai là các bạn có một cái là new resource đúng không? Vâng. Chọn vào new research, kích vào new research đi. Resource name. New research thì ở đây nó sẽ có một cái research name đúng không, và một cái thông số, những cái thông số ở bên dưới này. Thì cái research name các bạn làm theo tôi nhé, để chúng ta thống nhất. Viết chữ hotel ra, được chưa? Xong rồi ở bên dưới này, thì các bạn sửa giống tôi này, các bạn sửa giống tôi như sau: gồm ID là object ID này, name bằng Faker JS, company name, logo bằng Faker JS, avatar đây này, avatar ở đây này, được chưa? Của cái internet avatar nữa chứ không phải là image avatar đâu, internet avatar, được chưa? Tiếp theo là address bằng Faker street address, country bằng Faker country. Được chưa thím ơi? Chưa thầy ơi. Chưa được à? Ok. Tôi bình tĩnh thầy ơi, em nói sửa. Không tin nghe.
Thầy em thiếu cái hầu theo giống của thầy thế Thiếu cái gì? ạ. Thiếu cái hầu theo giống của thầy ạ. Thiếu ở trên này á? Cái bên ngoài thầy cái chỗ hầu theo 18 kìa thầy. À kệ nó. Thầy thêm trước rồi. Của em không có địa chỉ để country. Cứ thế vào. Hết số cộng này. Ok. Country. Dễ vậy. Xong chưa? Đấy, đấy, tí. Cứ xong cái này đi rồi số 18 này, số 20 bao nhiêu tôi chỉ cho. Không sợ. Xong thầy Xong rồi gì? Xong các bạn tạo mới nhá, chọn nút create ở dưới này. Được chưa? Thì nó sẽ ra cái hotel mà không có cái gì như này đúng không? Như này đúng không? đúng rồi ạ. Rồi bây giờ các bạn dí vào đây, các bạn kéo đến số 30 hoặc số bao nhiêu các bạn thích thì các bạn bấm vào nó tự lên. Lên chưa? Lên rồi ạ. Rồi bây giờ tôi chỉ cho cách dùng nhá. Chỉ cho cách dùng này. Cái này người ta gọi là một cái API. Nó quản lý thông tin, nó giống như kiểu các bạn code web ở bằng Java. Trong Java thì các bạn cũng có hiển thị danh cung cấp dữ liệu này, danh sách này, chi tiết từng bản ghi này, thêm sửa xóa đúng không? Đúng chưa? Tóm lại là trong Java các bạn làm thì các bạn tóm lại là các bạn tương tác với cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách dữ liệu ở trong bảng này, thêm sửa xóa và hiển thị chi tiết một cái bản ghi theo cái ID đúng không? Đúng không? Vâng. Thì ở đây cái tool này nó làm những việc đấy luôn. Thì bây giờ ví dụ tất nhiên nó chỉ dùng trong cái mục đích là demo thôi. Được chưa? Thì bây giờ các bạn vào cái phần này, bây giờ các bạn copy cho tôi cái đường dẫn này. À quên, các bạn không cần làm nhé, tôi sẽ demo thôi. Bây giờ các bạn nhìn này, ở đây tôi có cái đường dẫn là HTTP, cái đường cái mẫu API như thế này, được chưa? Bây giờ tôi có một cái tool tên là Postman này. Tool tên là Postman để tôi tiến hành gửi request lên server, lên lên cái trang này này, lên cái đường dẫn này. Thì bây giờ tôi sẽ vào edit này để tôi đọc chi tiết. Thì trong trường hợp để các bạn nhìn thấy những cái on get go, get get post put delete này không? Nhìn thấy những cái này không? Vâng. Cái này là cái gì biết không? Như kiểu mấy cái giống vector setter bật vector setter đấy. Không đúng. Ghép. Ghép phương thức lấy phương thức post là để Đúng lên. rồi. Còn còn nhớ cái HTML form không? Trong thẻ form nó có cái thuộc tính là method đấy, Rồi. còn nhớ không? Có. Nó có method là get và method là post Có. đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Thì cái đấy nó gọi là HTTP request method, được chưa? Là cái phương thức gửi dữ liệu, gửi yêu cầu, gửi request của cái HTTP, được chưa? Thì chắc là tại thời điểm cho đến bây giờ các bạn học ấy thì các bạn mới chỉ tiếp xúc đến hai cái là get và post thôi đúng không? Đã đang nghe cái bao giờ cái dòng cái nào khác chưa? Hả? Mới Nếu get với post thì ok, đây sẽ cho các bạn nhìn thấy nó có bao nhiêu loại bằng này loại get post put pack delete copy head option link unlink post lock unlock profile và view. Đấy là những cái loại request method mà hiện tại HTTP nó đồng ý sử dụng, được chưa? Mỗi một cái loại này nó có một cái tác dụng khác nhau, được chưa? Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ quy định như sau này, bây giờ người ta sẽ chuyển ra quy định như sau. Với cái việc là lấy toàn bộ lấy dạng lấy dữ liệu từ 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 hệ thống ra ngoài thì người ta sử dụng cái method dạng get, được chưa? Đây, cái này lấy tất này, lấy hết này, cái này lấy theo ID này thì là dùng request dạng get nhé, được chưa? Tiếp theo với cái việc tạo mới dữ liệu ấy, tạo mới bản ghi hotel ấy thì người ta sẽ sử dụng request dạng post, được chưa? Với cái edit cập nhật dữ liệu thì người ta sẽ sử dụng là put. Với cái loại delete tức là loại xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ sử dụng là request lại delete. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn coi, được chưa? Đây ví dụ như ở đây tôi có 30 cái hotel. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là
lấy cái đống hotel đấy ra. Thì tôi sử dụng cái tool là Postman này. Được chưa? Đây, cái đường dẫn tôi vừa copy đây, sược hotel send. Đây, các bạn sẽ thấy là nó có đủ từ 1 cho đến 30 bản ghi. Đúng không? Monahan Coast and Balistery cái gì đấy, được chưa? Đúng chưa? Đây 30 bản ghi đây, reload lại nó vẫn thế thôi mà. Nó vẫn là 30 cái bản ghi đấy, nó không thay đổi dữ liệu. Được chưa? Đây là cái request dạng get và chúng ta lấy ra danh sách tất cả. Bây giờ tôi muốn lấy ra cái ID số 27 thì tôi chỉ việc là thêm cái sược 27 vào đây để lấy dữ liệu ra. Đúng chưa? Đúng ID 27 chưa? Đấy nhá. Đây là cái ID số 27 này. Được chưa? Bây giờ đến cái post, tức là cái tạo mới, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Cái đường dẫn này vẫn là sược đến hotel, đến hotel, nhưng mà cái request method chúng ta sẽ sửa bằng post. Sau đó chúng ta sẽ sửa cái body này, sửa cái body này. Ví dụ tôi copy cái này đi cho nó nhanh. Đây, đây tôi sẽ paste cái này vào. Thì bao gồm là cái ID tôi không gửi lên này, ID không cần gửi. Đây tôi có name, name bằng thiện th đẹp trai. Dạ. Đường dẫn ảnh, tôi kiếm một cái đường dẫn ảnh đi. Ví dụ như Trần Thị Loan Poly như vậy. Đây, chị này. Tôi copy cái đường dẫn ảnh này, tôi phang vào trong cái Postman. Đây nhá, dẫn ảnh này. Address ở Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, quốc tịch Việt Nam. Request dạng post với data như này tôi gửi lên. Đây, các bạn nhìn này. ID là bằng 31, name ô, cho name lại ra cái này. Ô sai cái gì rồi không này? Sai dữ liệu rồi. Đây, tôi sẽ xin lỗi các bạn nha, tôi sẽ làm lại. Tôi gửi bằng cái này. Thì đây nhá, gồm name này. Name Trần Thị Loan. Trần Thị Loan này. À, logo. Logo bằng cái đường dẫn này. Tiếp theo là cái gì nhỉ? Address Lê Trọng Tấn Hà Đông, à, Thanh Xuân Country Việt Nam. Đó, ok, gửi. Đây các bạn sẽ thấy là nó tạo ra cái ID số 32, name bằng Trần Thị Loan với cái logo như này, address và country. Dạ. Bây giờ quay trở lại với cái request dạng get, nó send lên. Mình sẽ nhìn thấy cái Trần Thị Loan ở đây. Cái của nợ 31 tạo lỗi ở đây. Được chưa? Đấy là cái request dạng post là để tạo mới, đúng không ạ? Bây giờ tôi xóa thằng 31 này đi nhá. Xóa thằng 31 này đi. Tôi sẽ có request dạng delete. Và đây là sược cái 31. Được chưa? Bay thằng 31 này. Request dạng get tiếp. Đây các bạn thấy là 30 xong đến 32. Được chưa? Tiếp theo bây giờ tôi sẽ tiến hành là edit. Tiến hành edit đúng không? Edit ở đây nó có cái hotel này, ID này. Dạ. Thì tôi sẽ edit thằng số 32 này. Với dữ liệu, với request dạng put, với request dạng put và với cái body là bây giờ là Đặng Quang Minh. Đặng Quang Minh. Đây là address là Phố Vọng. Thanh Niên Vọng. Phố Vọng. Phố Vọng thuộc Hai Bà Trưng như sao nhỉ? À, ok, tôi edit thằng 32 thành thông tin như này. Thông tin như này, send. Đây, các bạn thấy nó edit thằng 32 thành Đặng Quang Minh với địa chỉ mới là Phố Vọng, country là Việt Nam. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ xem lại. Xem nó đã edit được chưa? Đây. Được chưa? Đã hiểu cái ý nghĩa của thằng mẫu API này chưa? Các bạn ơi,
đâu hết rồi. Hiểu ý nghĩa của cái từ API này chưa? Rồi ạ. Đó thì sau này các bạn code Java, các bạn code Java Spring hay là cái gì gì đấy thì tóm lại là chúng ta cũng làm ra cái API này để cung cấp cho những cái đội khác để làm front end. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ học dùng front end để côn đến những cái API mà do chúng ta vừa mới test vừa rồi. Được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ làm theo tôi như sau. Tạm thời ở trong cái này, chúng ta sẽ xóa hết cái đống hospital linh tinh này đi nhá. Cái hospital này là chúng ta dùng để test thôi. Dạ, tôi sẽ xóa cái đống này đi. Rồi, ok. Và ở trong cái app module này tôi cũng sẽ xóa đi một đống cái như này để cho nó chuẩn chỉnh. Được chưa? Ở đây tôi sẽ xóa bớt những cái component này đi. À, những cái đường dẫn này đi. Xóa luôn này đi. Khác gì tạo mới rồi? Thì khác gì tạo mới đâu, các bạn thích thì các bạn tạo mới, nhưng mà tôi bởi vì cái này nó liên quan git của tôi cho nên tôi bắt buộc phải 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 tự tay xóa. Được chưa? Ok nhá. Được chưa? Bây giờ này, chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái component mới. Đây, tôi tạo ra component mới là hotel. Dạ, hotel. Tên component là hotel thôi. Theo SC. Được chưa? Và chúng ta sẽ có cái đường dẫn là path. Path là trang chủ đi. Path bằng string mới, string rỗng này. Và có cái component. Component là hotel component. Xong nha, thì bây giờ chúng ta có hotel work này. Được chưa? Các bạn tạo đi, tạo cùng với tôi đi. Được chưa không ơi? Tạo mới cũng được. Nhưng tạo mới cái phần router này viết lại hơi mệt. Cái gì mà chiêu chiêu đấy? Thằng nào dỗ con ngủ đấy? Em lại lỡ tay tạo mới rồi thế. Đây, cái đường dẫn của cái stack blitz của tôi đây. Tạo copy ra cũng được. Được chưa các thím ơi? Đâu hết rồi? Đâu rồi thầy? Rồi nhá. Bây giờ tiếp tục các bạn. Mình sẽ sử dụng cái Angular HTTP client. Đây, Angular.io. Và mình sẽ vào phần doc này. Fundamental này. HTTP client này. Thì bây giờ để cho phép cái framework nó cho phép các bạn gửi request đi ấy, thì chúng ta bắt buộc phải khai báo cái HTTP client module này
với cái thằng app module. Đây, chúng ta bổ sung thêm cho tôi là import cái HTTP client module từ cái a còng Angular Common HTTP vào trong cái thằng app module. Sau đó chúng ta copy thằng này vứt xuống đây, vứt xuống phần import nha. Yeah. Đây tôi copy cái đoạn này tôi gửi cho các bạn. Đấy là khai báo là cho phép cái project này được gửi cái HTTP, gửi cái request lên đi cho những cái project khác. Và khai báo ở trong cái phần import của thằng cái a-ng module ở trong app module. Được chưa các thím ơi? Đâu hết rồi? Rồi đấy. Rồi gì? Ok. Tiếp theo nha, chúng ta sẽ tạo ra một cái nữa. Cái này gọi là cái service. Bài về service chúng ta sẽ được học sau. Hôm nay chúng ta học HTTP để chúng ta gửi request lên để nhận data về đã. Thì bây giờ các bạn cứ, trước mắt là các bạn cứ tạo giúp tôi ra một cái thằng service. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuột phải vào trong cái app này. Chuột phải vào app này, chọn Angular Generator này. Các bạn chọn là service. Đây này, chọn cái service và chúng ta sẽ để là hotel, để mỗi viết mỗi hotel thôi thì nó tự tạo chúng ta là cái hotel service, hotel.service.ts. Được chưa? Được rồi ạ. Ok, tiếp tục nha. Đây, tiếp tục này. Giờ thì tôi kéo cái bàn lại. Ok, tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là import cái HTTP client from a còng Angular the common sược HTTP. Đấy, chúng ta import cái HTTP client này từ cái Angular Common HTTP. Sau đó ở đây chúng ta tiến hành tạo ra một cái constant mới, constant bằng API URL bằng một cái đường dẫn là HTTPS. Nhớ là bắt buộc phải là HTTPS nhé. Và ở đây chúng ta copy cái đoạn này, cái đoạn số này của mình ấy, đừng copy của tôi. Đấy, sược hotel như này, nghe rồi. Được chưa các thím? Cái service này nó sẽ giúp là cái nơi trung gian để chúng ta có thể là gửi request lên trên cái mốc API kia. Được chưa? Xong chưa? Ui giời.
đâu hết rồi rồi ạ rồi ạ rồi ok. Tiếp theo chúng ta sẽ sửa code ở trong cái file constructor ở trong cái hàm constructor này, hàm khởi tạo này, thì chúng ta sẽ sử dụng DI là dependency injection, là chúng ta khởi tạo ra một cái thuộc tính mà không cần phải zip chấm tên thuộc tính bằng cái gì gì đấy, không cần nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau: private HTTP thuộc kiểu dữ liệu là HTTP client như này, xong và chúng ta tạo ra một cái hàm mới là hàm get hotel, được chưa? Không nhận tham số, hàm này không nhận tham số và kiểu dữ liệu của nó là observable và any ở đây. Observable là cái kiểu dữ liệu giúp chúng ta, có nghĩa là chờ, nó sẽ luôn luôn chờ cái request gửi đi và chờ bao giờ ở server bên kia trả về dữ liệu, nó cho phép chờ cái việc đấy. Chứ JavaScript về bản chất thì nó là cái ngôn ngữ bất đồng bộ, do đó là chúng ta phải có cái công cụ nào đấy để khi mà gửi request đi rồi thì bây giờ chúng ta phải có cách nào đấy để chờ cái thằng server bên kia nó trả về cái request cho mình, thì mình sẽ sử dụng cái dữ liệu mà nó trả về đấy để phin dữ liệu ra ngoài màn hình đó. Thì ở đây có observable này, thì ở đây chúng ta sẽ còn tiến hành là return this.http.get, đây là request dạng get thì chúng ta chấm get, được chưa? Và kiểu trả về là any, đúng ra nó là cái mảng nhưng mà tôi lười tôi cứ để any như này, với cái đường dẫn là API URL chấm phải. Thế là xong cái hàm mà gửi request đi để lấy cái tập danh sách khách sạn về, được chưa? Các bạn viết cho tôi. Observable nhé, cái tool này nó tự suggest đấy nên là các bạn không sợ với sai đâu. Được chưa các bạn ơi? Xong rồi. Rồi ok, bây giờ đến cái hotel này. Chúng ta mở cái hotel component ra. Chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên là import cái hotel service. Đúng không? Tên class của nó là hotel service thì phải, đúng rồi, hotel service. Ừ. From chấm chấm sược hotel chấm service như này. Đó, import cái này vào. Sau đó ở trong cái hàm constructor chúng ta lại dùng DI private hotel service thuộc kiểu dữ liệu là hotel service. Tiếp theo là dùng trong cái hàm ngOnInit. Thì ở trong cái hàm này ấy, cái hàm ngOnInit là mỗi một lần chúng ta generate ra cái màn hình mà của cái hotel component này nó phụ trách ấy, thì cái hàm ngOnInit này nó tự động được chạy một lần. Được chưa? Nó tự động được chạy một lần luôn. Thì đấy nó là cái tác dụng của hàm ngOnInit này. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có một cái biến là hotel sc đi bằng một cái mảng rỗng. Bằng một cái mảng rỗng ạ. Thì ở đây tiếp theo chúng ta sẽ có là this.hotelservice.gethotel. Như này nếu mà gọi như này thì nó sẽ active cái việc là các bạn gửi request lên cho mock API. Được chưa? Tuy nhiên là không biết bao giờ cái mock API nó mới trả về dữ liệu chúng ta cho, để và nó sẽ bị dính một cái lỗi là lỗi bất đồng bộ. Do đó bây giờ chúng ta có thể là phải có một cái hàm để ngồi chờ. Nó sẽ ngồi nó chờ cái kết quả do thằng mock API nó trả về lúc nào thì nó sẽ thực hiện một cái action. Thì ở đây cái hàm chờ đấy là hàm subscribe. Ủa? Không có à?
Get hotel. Observable. Đúng rồi nhỉ? Subscribe. Get hotel này, this hotel service chấm hay chấm subscriber đây hay chấm subscriber. Những cái dữ liệu mà từ cái thằng mốc API kia trả về thì tôi sẽ đặt tên cái, sẽ gán hết cho cái biến gọi là biến data. Và cái biến data này sau khi gán cho biến data tôi sẽ thực hiện một cái hàm tiếp theo như sau. Ở đây thực hiện là console.log ra cái data. Và tôi tiếp theo là this.hotel bằng với data. Như này. Được chưa thì mày? Được mày. Được chưa? Chưa thấy rồi. Sao của em nó không generate code ra như thầy nhỉ, thầy nhỉ? Tôi cũng phải chấm lại đấy. Cái đoạn này gì? Không, kể cả từ đầu luôn ý thầy. Từ service á? Vâng. Không biết, tôi thấy tôi làm nó cứ generate thôi, tôi có làm gì đâu. Đây. Em cứ can cho cách mãi mà nó trả ra. Tao phải viết hết. Đây chấm này. Hop, zip. Đây. Có làm gì đâu. Thế sao ngày hôm nay chấm công năng như thế? Hả? Có ai bị lỗi không? Có thầy ơi. Đâu, xe đi xem nào. Sao mày suốt ngày lỗi mày Dung? Em lỗi từ đầu luôn chứ không phải lỗi ở đằng sau, lỗi từ đầu á. Đâu. Khổ quá kìa. Xe đi xem nào. Rồi, ok. App module TS. Bình tĩnh nha, để xem sai ở đâu. Declaration. Dòng 14. À, thừa chữ T kìa. Bỏ chữ T đằng trước. Thiếu đóng ngoặc rồi. Rồi. Ờ, vẫn lỗi. Lỗi đâu nhỉ? Phát này. Gì vậy? Gì vậy? Cho tôi xin cái link của ông cả. Điêu. Thang máy này không bị lỗi rồi xem. À vẫn bị lỗi. Có rút này. Mẹ mày đi. À thầy ơi. Ở trước cái bro kia không thiếu giống ngoặc vuông kìa thầy. Đó. Trước cái bro module này. Thiếu cái ngoặc vuông. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy mẹ luôn. Không đúng rồi. Hotel service inject is not a function. Service, ok, cái này là một này. Service này. Copy injectable này có đúng không?
ông tự chế ra cái này ông Dũng ơi, thử lại xóa này đi nhá, thử lại này, xóa đi. Rồi bây giờ tạo ra service mới Angular này, service này, đây là hotel service này. Rồi, ok, cái chữ y này nó viết hoa cơ mà thầy lại tự chế rồi. Đây viết chữ HTTP client không đúng. Đây observe verbal. Đây đấy, tự viết cái ấy vào. Cái chân đi mẹ gì đây, hotel service này. Tên biến sang tao nhỉ. Rồi bây giờ mở hotel service này. Hotel service from lỗi mẹ gì đấy. Thôi thầy cứ sửa đi, à, dạy đi thì em đuổi theo cũng được. Từ từ thầy, sau cái link của thầy lên em đuổi theo được. Sau này thằng này nó bị lỗi lắm ấy nhỉ. Đấy, app module.ts này. Router module này. Ok, tí nữa xem cái video sau nhá. Đây, chưa phải đây. Đây. Bị lỗi từ trước cơ. Đang không hiểu là hotel service này nó bị lỗi cái mẹ gì. Đây, provider từ hotel service này, đúng rồi này. Hotel còn ở đây thì chưa biết là nó vì sao nó lại không bê được cái thằng hotel service này vào. Mảng hotel chưa có thầy ơi. Biết rồi, đăng thêm đây. Thế nó vẫn báo lỗi này. Dị cả. Import error can file. Không tìm thấy file đấy. Ờ thì nó đang không tìm thấy cái file này. Nó không hiểu vì sao nó không tìm thấy cái file này. Cái file này nó có sai đấy gì đâu. Hotel của bọn em nó tự import mà. Ờ, xem là mấy chỗ ấy à, đây cấm mẹ, cấm nhưng không phải sượt. Lỗi gì vậy? Injectable app component ts sai mẹ gì? App component html à đây. Đây tạo mới nên là chắc là bên trong chưa có router, chưa có mà. Có rồi. Thôi thầy cứ dạy mọi người đi để tí bài em tự sửa không thầy ạ. Ok nha. Tí em tạo mới ra một cái. Ok em tạo mới em làm lại từ đầu. Ok đây. Thì mọi người sẽ nhìn thế này. Khi mà tôi về, tôi bây giờ tôi vào, tôi lưu, tôi gọi được cái hàm get hotel này nhá. Subscriber. Và ở trong này ấy, tức là khi mà các bạn thực hiện gọi cái get hotel này rồi ấy, là cái hàm ở trong này nó đã thực thi đúng không? Nó thực thi
thì nó làm gì? Nó sẽ gửi một cái request HTTP lên cái thằng mock API này. Đó, gửi lên trên đây. Với cái đường dẫn là HTTP, cái đường đến server hotel, được chưa? Và cái thằng hàm ở đây nó hàm subscribe, nó sẽ chờ cái REST API, cái mock API kia nó trả về một cái tập data. Thì khi mà trả về ấy, thì cái tập data nó sẽ gán cho cái biến này, gán cho cái biến data, và nó sẽ chạy một cái hàm ở đây. Đây là cái arrow function. Thì ở đây tôi sẽ console log ra cái biến data là dữ liệu nhận được, sau đó là tôi sẽ gán cái data đó cho cái mảng hotel ở phía trên này. Thì các bạn nhìn thấy ở trong này, object này, đây chúng ta có 30 cái object, đúng không ạ? Đây chúng ta có 30 cái object đó, chúng ta có thể bung ra để xem dữ liệu của nó. Ví dụ thằng số 0 này, ID 1, address 346 Stephanie Cam, country là như này, name là Heller Johnny Chosin, được chưa? Tức là tương đương với cái việc là chúng ta đã gửi request. Ví dụ bây giờ tôi thay đổi cái dữ liệu trong này, tôi để còn 15 cái dữ liệu thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ reload ra và xem cái tập data. Đây, xem lại. Đây, chúng ta thấy 01 đến 14, đúng không ạ? Tức là 15 len nó bằng 15, là 15 cái bản ghi từ trên cái API này nó trả xuống, thì tức là chúng ta đã lấy được cái tập dữ liệu, được chưa? Việc của chúng ta tiếp theo là gì ạ? Là hiển thị. Thì ở trong cái màn hình hotel component HTML này, chúng ta có cái, ví dụ chúng ta có cái UL đi, chúng ta có UL đi, chúng ta có lại có LI đi. Trong LI này chúng ta có sao ng4, đúng không? Bằng let hotel of hotel sc. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái là hiển thị ra hotel.name, đúng chưa? Đúng dữ liệu chưa? Dạ. Các bạn làm cho tôi cái việc là hiển thị cái tập dữ liệu này ra đi, và bạn nào nếu mà bị lỗi thì báo luôn, làm luôn ạ. Thế sao của em bị lỗi ở chỗ HTTP luôn ạ? Nó báo của em là phải dùng HTTPS nhá. Đây này, HTTPS này. À vâng. Bởi vì cái thằng Stack Blitz này nó không nhận những cái request gửi đi mà không phải là HTTPS, nó sợ hack. Thế của em bị lỗi cái hàm subscribe ấy, nó cứ đỏ nó không chạy được. Em gửi tôi cái link đi. Gửi tôi cái link của cái project của em đi. Thầy commit bài lên kia với thầy. Đây. Đâu bạn nào vừa bảo bị lỗi cái dưới thầy. Dưới thầy ơi. Đây gì? Lỗi chó đâu? Bên em nó cứ báo đỏ, nó lỗi không chạy được. Đúng không? Đây nhá. Thế nào? Observable. Tôi đang thấy nó bị lỗi thật đây này. Get hotel này. Observable. Kiểu là any. Ông này. Get any API URL. Thiếu. Đường dẫn có thiếu đúng đường không? Đường dẫn. À. Rồi, lưu xuống cái này này. Xong vào cái này. À, ông viết sai thứ sai tên. Đấy nhá. Get hotel này. Đúng này. Đóng mở ngoặc đâu? À, vâng. Hay ra rồi đi. Vâng. Yeah, sai hai lỗi nhá. Một lỗi là thiếu chữ hotel ở đây. Vâng. Yeah. Lỗi thứ hai là thiếu dấu đóng mở ngoặc tròn. Vâng. Ok.
Thầy update bài của thầy chứ thầy. Up rồi mà. Up rồi đây, còn gì để up nữa đâu. Thế cái bài này hôm trước nút chi tiết kiểu lỗi đường dẫn là sao thầy? Nút chi tiết lỗi đường dẫn là sao? Thì thầy bấm vào nút chi tiết nó báo cái lỗi đường dẫn vào đường link chi tiết. Rồi ok, tí nữa nhá. Tí nữa chúng ta sẽ làm link chi tiết luôn. Được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ làm luôn bây giờ đây. Lấy thông tin chi tiết một cái khách sạn. Thì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ. Các bạn cứ làm xong cái này đi. Ơ sao của em nó trắng tinh thế này, nó trả ra cái gì ạ? Thế ơi. Đâu. Gửi link đi. Đây ạ. Trắng cô luôn. Trắng tinh là do em chưa lấy được dữ liệu rồi. Đây này, nó không hiển thị ra, nó không lấy được dữ liệu rồi. Hotel subscribe. Đây này, thiếu HTTP ông Thánh nghe. Dạ vâng. Còn nhéo có là như nào? Sao vẫn không có? Chờ tôi chút nha. Có dữ liệu này. Gồm 9 cái. Ok. App module. HTTP client module. Đã dùng rồi. Ok. Path. Đẩy vào hotel component. App component. Router outlet đâu ông Thánh này? Vâng. Thế này. Thiếu router outlet ở trong cái file app component.html. Nhìn thấy chưa Vũ ơi? À Huân ơi. Dạ vâng em thấy rồi ạ. Hey, em bị lỗi thầy ơi. Gửi link đi. Đâu rồi lâu thế. Đây ạ. Rồi. Thế nào. Không hiển thị gì. Ở đây có đây. Lỗi gì. Theo service ạ. Đây em lấy được dữ liệu gì? Cái đỏ kia kệ mẹ nó, đây quan tâm không? Đỏ nó không chạy. Đỏ đi. Em. Đây em chia sẻ. Cái chữ mà dưới nó dưới đỏ, cái chân đỏ cái mẹ nó. Ừ, cái mẹ nó. Đâu xem nào. Nhưng mà nó không hiển thị dữ liệu lên đi thầy. Đây thầy. Sao của tôi có hiển thị? Nhưng mà của em không hiển thị, không biết nó thiếu ở chỗ nào. Chẳng thiếu ở đâu. Ông import chưa? Chưa import kìa. Import cái hotel service chưa? Đây. À. Đúng. Bỏ xong. Mà hotel component mà. Mở cái file hotel component ra. Import cái gì ở đấy? Import đây. Chưa có mảng không ơi? Đây nhá. Để lên đồng chí khó. Hotel vào cái hotel component nhá. Sao có của bài sao vẫn chạy nhỉ? Vào của thầy nó tự import chẳng hạn. Của tôi nó tự import. Đây này vào phần chat đây tôi gửi cho. Import chỗ nào thầy? Đây, copy cái dòng vừa rồi. Ném vào trong cái hotel component. Hotel
đấy, chỗ đấy ơ quá rồi, làm gì đấy, đấy bẹp vào, hết lỗi chưa? Cái thứ hai là ở dòng 10 ấy, tạo ra cái biến hotel bằng một mảng rỗng. Dòng 10 hotel SC rồi bằng cái mảng rỗng, bằng cái mảng rỗng mà ớ thằng ngáo ngơ ấy. Rồi đấy, mở console lên, mở console lên, có biết console là cái nào không? Console le dưới kìa, phần bên chạy này ở bên tay phải ấy, cái mình trong bên tay phải đấy, chứ console ở dưới đấy, nhìn thấy cái đống object chưa, lấy rồi đấy, hay là lấy rồi à? Ừ, như vậy lấy rồi, bây giờ thì ở trong cái màn hình hotel có một HTML. Hotel component HTML thì dùng vòng lặp để hiển thị nó ra đi. Thế là thằng Hải nó gửi link, là gửi ULLI đây này. Vâng. Đấy, cái file vào đây. Đấy, hiển thị chưa? Ok chưa? Rồi. Thế bọn em sử dụng API của thầy hả thầy? Mày bây giờ à? Nhưng mà bây giờ của em làm gì có cái gì đâu, em dùng của thầy thì hiển thị được, nhưng mà của em phải hiển thị cái gì đâu, ra nào cho em màn hình đi, ra nào chỉ ra, đặt tăng lên cái mốc API thì kìa, không là mốc API cái bằng không thì nó hiện kiểu gì đâu. Em mở code cái này đi. Đây code của mày đây hả? Quét code. Code hơi kinh ấy. Code. Một theo service. Như kiểu Lenin ấy nhỉ? Làm lúc hai việc. Mắt trái code, mắt phải chơi game. Đây là của tôi, của ông. Đây là của ông cái gì? Ông thừa cái HTTP kìa. Không, thừa cái đằng sau ấy, đấy. Đi. Rồi. Có ra không? Thằng này nó làm cái gì không biết. Đây đi cùng thầy mà. Của tôi nó chỉ có 15 cái thôi, còn nhiều nha là của ông rồi. Được chưa? Thái Khánh. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển mỗi cái đường dẫn này thành một cái link. Một cái link để sang trang detail của cái của nợ này, của cái hotel này. Trong cái trang chi tiết ấy thì nó sẽ hiển thị cả tên, cả ảnh, cả địa chỉ, cả quốc gia. Và có một cái nút là nút xóa. Bấm vào nút xóa đấy thì cái bản ghi vừa mới bấm ấy nó sẽ xóa khỏi cái cơ sở dữ liệu luôn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Đầu tiên làm gì thì làm, các bạn phải có link, có module, có component đã, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ có tạo ra một cái component mới là hotel trừ detail. Dạ, hotel detail ở đây. Dạ. Sau đó ở trong cái app module này tôi sẽ tạo ra một cái path. Path sẽ là detail sược 2.hotel ID và component là hotel detail component. Được chưa? Qua làm cái phần này đi.
Được chưa thím ơi? Rồi. Ok rồi nhá. Thì bây giờ ở cái trong cái hotel component HTML này, trong cái thẻ LI ấy. Đây trong này này. Đây này. Của cái này này. Thì tôi sẽ nhét vào đây một cái thẻ A. Trong này nó không có href nữa nhá, mà nó sẽ là đóng mở ngoặc vuông router link. Router link bằng với cái gì? Bây giờ nó sẽ bằng với một cái mảng. Mảng này là detail. Detail này phải hotel.id và cái hotel name này sẽ đặt vào giữa thẻ A này. Được chưa? Bạn hover và mình sẽ nhìn thấy cái đường dẫn nó thay đổi. Đấy, bấm vào đâu lên nó cũng về hotel detail work. Sao của em trắng tinh thế này? Ừ? Này bây giờ thêm cái router link vào nó trắng tinh luôn thế. Đâu đâu xem nào, gửi link đi xem nào. Tôi chỉ cần cái link nữa. Em xem tí đã thôi. Đấy. Tôi share cái link stack blitz của tôi rồi mà. Tôi share ngay trên đầu tiên đấy, các em cứ vào đấy mà xem thôi. Hotel ID thiếu cái ngoặc đơn hay sao vậy? H.ID chứ. Nó để là let h mà thầy. Nhờ. Mất. Thầy của thầy. Đúng chưa? Rồi ok nhá. Đấy công cứ đi cứ sửa bài hộ các bạn này thì câu qua môn này là cái chắc rồi. Được chưa thím ơi? Được rồi ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ khi mà bấm vào đây thì mình sẽ thấy nó có cái ID ở trên này đúng không? Cái số ở trên này này. Bây giờ mình sẽ tìm cái cách để lấy nó xuống trước đã nhá. Lấy nó xuống và sau đấy mình sẽ gửi một cái request lên mock API với cái ID số 2 kia để mình tiến hành là để lấy thông tin chi tiết của cái thằng hotel đấy về. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Import từ cái này from trước đi. Angular router đây. Angular router import từ cái router là một này. Cái thứ hai là cái activated route là hai cái này mình sẽ sử dụng. Thì ở đây trong cái constructor này quên còn thiếu nữa, import thêm cái
from chấm sược hotel chấm service nha, đây là hotel service rồi. Constructor thì chúng ta có private hotel service, kiểu dữ liệu là hotel service luôn chưa. Cái thứ hai private active route, active route thuộc kiểu dữ liệu là activated route, còn một cái private route nữa thuộc kiểu là router, kiểu router. Xong bây giờ mình sẽ có một cái hotel data bằng null, ví dụ thế, hotel data bằng null. Dạ, mình sẽ có như sau. Đầu tiên là mình sẽ this.activatedRoute.paramap. Paramap bên mẹ nó với cái code này rồi. Chờ tôi chút nha. Paramap đây rồi. Paramap.subscribe. Subscribe trong này có cái param messi gọi đến một cái hàm, mình sẽ có là let hotel id bằng cái param messi kia chấm get cái hotel id, tức là nó bằng cái tham số ở đây, bằng cái giá trị text này, hotel ID bằng vào đây. Đó, xong. Tiếp theo mình sẽ có là this chấm hotel service chấm get hotel ID và mình truyền vào cái hotel ID kia. Lại subscribe. Đây mình dừng lại đây đó, bởi vì mình chưa có cái hàm get hotel by ID này đúng không? Chưa có cái hàm này. Thì bây giờ mình sẽ vào hotel service để mình tạo nó ra. Thì nên khá là đơn giản thôi. Tôi sẽ có cái hàm là get hotel by ID như này. Kiểu dữ liệu cũng là observable thôi, nó không khác gì cả. Đây, phang cái này xuống. Nhưng khác một cái là chúng ta có let API URL. Nó sẽ bằng với lại cái phẩy phẩy như này. Đây tôi zoom to một chút nhá. Phẩy phẩy là hai cái dấu mà bên cạnh số 1 đấy. Thì tôi sẽ có là API URL cộng với dấu sược cộng với lại cái hotel ID truyền vào này. Và khi mà tôi return thì tôi sẽ return this HTTP get, nhưng mà get của cái biến URL nằm ở trong cái hàm này. Đó, đây nó là cái hàm get hotel by ID nằm trong service. Thì các bạn viết cho tôi cái hàm này trước đi, sau chúng ta sẽ quay lại cái hotel detail component. Cho tôi 5 phút đi vệ sinh nhá. Kéo code để về ngoài mình đi.
lằng ngoằng vãi chưởng. Thằng nào vừa kêu lằng nhằng ấy? Ai đây? Ai vừa kêu? Ai vừa kêu đây? Thực ra nó lằng nhằng thật mà. Nhưng mà lằng nhằng ít nhất nó còn rõ ràng, nó theo đúng một cái khuôn. Còn nếu mà các bạn cốt những cái khác có khi còn lằng nhằng mà không tìm được theo khuôn đúng cơ. Bởi vì cách triển khai những cái thằng kia nó flexible hơn, nó dẻo hơn, nên là có mỗi người một kiểu triển khai. Nhiều khi tìm được. Rồi ok, tiếp tục nhá. Đến đây xong cái này chưa? Xong rồi. Cái này. Rồi gì? Bây giờ chúng ta chuyển sang hotel detail. Thì trong hotel detail, cái bước thứ nhất này là chúng ta get param này để chúng ta lấy ra cái hotel ID từ trên đường dẫn. Được chưa? Bước thứ hai là chúng ta gọi cái hotel service và gọi đến cái hàm get hotel by ID, truyền vào cái hotel ID chúng ta vừa mới lấy được, và chúng ta lại thực hiện subscribe. Đấy. Cái data gán cho cái this.hotel data bằng với data này đó. Nếu mà thích thì các bạn có thể là console log nó ra để kiểm tra. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện cái thông tin ở trên cái ở đây. Dạ, đây thông tin này. Tôi chuyển sang cái dụ về trang chủ, tôi chuyển sang cái thằng khác. Đây, thì thông tin này. Honey INC đây. Dạ, thì tức là đến đây là tôi đã lấy được cái thông tin từ cái từ API dựa vào cái ID ở trên đường dẫn rồi. Dạ. Do đó là ở ngoài cái file hotel đâu rồi, không xóa được. Ở ngoài cái file hotel detail component này, đây là tôi copy cái đoạn này cho các bạn nhé. Đây. Đấy, commit lên luôn. Rồi ok, đến đây này. Sau đấy là tôi sẽ tiến hành là hiển thị cái thông tin của thằng hotel ra ngoài này. Ví dụ tôi để đây là H2. Đây là hotel hotel data.name cái gì nhỉ? Ảnh đúng không? IMG thuộc tính src bằng hotel data.im logo width bằng 150 bây giờ một cái như này chúng ta có thể H3 đi, thì ở đây hiển thị ra là hotel data address và phẩy hotel data country. Đấy. Xong bấm vào đây, đây ảnh của nó đây, thông tin địa chỉ đây, được chưa? Và tôi sẽ thêm một cái nút là nút xóa nữa, button remove, delete, button delete. Thì các bạn mới hiển thị cái thông tin của thằng này ra đi, rồi chúng ta sẽ làm cái phần delete.
Được chưa không ơi? Cóp luôn một thầy cho nhanh còn biết làm cái gì. Kệ nó viết lại kệ nó. Ảnh thì avatar. Thế như cho nó hiện lên mới mức tầng vậy ạ. Đâu? Gửi link như nào? Gửi link lên xem nào. Cái link của em á thầy. Ừ, link bài của ông á. Không, em gửi trên không lại. Đâu rồi? Em chat được thầy. Rồi hết thầy. Đây gì Ngọc Hải đây gì? Lại sao chính tả ông ta? Nghi á. Nhớ được một lần. Ơ, không ra gì à? Hiện mức bút tần thôi thầy. Đang lỗi này. Cannot read property. À không phải. Từ từ nha, bình tĩnh, có thể là sai đây này. URL API URL cộng với hotel ID. Cái tên đấy thầy. Nếu là nó đặt tên tên kia sai. Tên ở đâu sai? Tên ở API thôi. Cái này á? Không, cái tên mà nó lấy mà thằng Hải nó đặt ở trên API lúc ban đầu ấy. Ví dụ như em sai ảnh thì avatar này. Đây là ai? Đây là detail. Sao lại hotel ở trong detail ở trong hotel này cánh này. Cao vậy. Kích nằm đây. Kéo ra. Rồi chứ chờ tí. Sao đây tay được dẫn này. Xong cái này đi này. Rồi ok, bây giờ đến cái hotel service. Đây nhá, cái đường dẫn này không sai, nó kéo nó ra ngoài đi nhá. Vâng vâng. Đường rồi, dẫn. Cái thứ hai là cái này dư một cái đoạn này. Này thôi. Rồi ok, tiếp theo này. Vào cái gì đấy? Sao lại có cái này nữa? Để xem nào. Đúng rồi này. Git activate route param map hotel service ID hotel data bằng null. Ở dưới là hotel kìa. Ở trên kia là hotel. Ui. Sao đi tả rồi? Của những người bắt hồi đây, đây thì viết là hotel, ở dưới này lại viết là hotel. Ui mẹ luôn. Không hiểu sao thằng này vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Đúng rồi. Đây, chị ở đây. Sao nhưng mà còn cái ảnh. Avatar. Logo. Cái gì đấy? Rồi. Đây. Logo. Đấy. Sửa lại đi. Thầy con chôn S bài em có sửa được không thầy nhỉ? Không. Sửa được, lần đừng làm lần đấy. Được. Hôm trước thử rồi. Em xem lại đây là chính này. Cái đoạn này. Nhớ kéo hotel detail ra trong cái thư mục app nha. Em kéo rồi, em kéo rồi. Đấy, xem lại cái này đi. Lần đừng nào đi. Hotel detail. Copy lại đâu theo detail. Được chưa? Được thế. Rồi ok. Bây giờ đến nút cái nút này nhá. Bấm vào cái nút này thì nó có hai action như sau. Action thứ nhất là xóa cái dữ liệu. Cái dữ liệu của cái thằng này này khỏi cái mốc API. Đấy là một cái.
Cái thứ hai, sau khi xóa xong thì điều hướng cái website này về cái trang chủ. Được chưa? Tức là điều hướng bằng mà không cần phải bấm nút nào cả, nó tự điều hướng. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta trong cái button này. Button này tôi sẽ có một đang sửa bài em rồi thế. Dạ. Đâu đây bài tôi mà ông liên thuyên. Đây là sự kiện on click này. Được chưa? Bằng remove hotel, bằng cái hàm remove hotel chẳng phải nhận biến gì cả đâu, không phải nhận tham số gì cả đâu. Rồi bây giờ tôi sẽ có như sau, gọi đến hàm remove hotel. Dạ, thì trong này tôi sẽ ở trong cái service này, hotel service, tôi sẽ gọi một cái hàm là remove hotel by id và truyền và đại nhận lên thông tham số là hotel ID lại observable any. Rồi mình sẽ có let url bằng chính cái đoạn ở trên này luôn, let url bằng cái này, sau đó mình sẽ tiến hành return this http delete kiểu dữ liệu là any, nhận dữ liệu trả về là any và truyền đi cái url. Cái delete ấy, cái http.delete ấy là gửi request với method là delete. Còn là get ở trên này là với request dạng get. Được chưa? Xong. Bây giờ ở trong cái hàm hot, cái hòa hàm này tôi sẽ có là this. Hotel service. Remove by ID, thì ở trong này tôi đã có cái hotel data. ID và tôi subscribe. Được chưa? Data mũi tên đến một cái hàm hoặc quen cái này phải là this hotel data, this chấm hotel data như này. Thì ở đây tôi sẽ có xử lý như sau, là tôi có this chấm route chấm navigate. Được chưa? Navigate đi đâu? Navigate về cái đường dẫn trang chủ là đường dẫn này. Dạ, thử cái nhá. Đây tôi sẽ xóa thằng cuối cùng này đi, Prohaska Group này, bấm vào đây nó chi tiết của nó nhá, delete này, bay màu luôn và nó đưa luôn về trang chính luôn, trang chủ luôn, thằng này cũng vậy, delete này, bay giờ. Còn nếu trong trường hợp các bạn thích confirm đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có let đi, let confirm bằng confirm của cái bạn chắc chắn muốn xóa sản phẩm này, xóa khách sạn này, hỏi chấm, mình sẽ có là nếu mà confirm bằng true mình sẽ thực hiện cái việc này, nếu không thì kệ, không có việc gì xảy ra. Rồi bây giờ mình thử cái này, delete này, confirm này, cancel, không có việc gì xảy ra, ok, bay màu luôn. Được chưa? Thì đây là cái action xóa chúng ta. Code tôi để GitHub rồi nhá, các bạn check lại cái sửa code này xem mà có nó có vấn đề gì không, hoặc là các bạn nào có bị lỗi hay không. Dạ. Chọn ok nó có xóa đâu thầy. Bài
đây nhá, relax and sun này, chưa, delete này, ok này, đâu này bay, sao của em không xóa được nhỉ? Đâu gửi link như nào? Thiệt là hư cấu quá đi ạ. Thằng Minh Tuấn à? Hãy là toàn góp của thầy. Bất tần có sự kiện. Có sự kiện, nó có sự kiện rồi. Lỗi bá gì này. Lỗi không thể đọc được cái tên nôn. Remove by ID is not a function. Ở trong này mày đã viết hàm chưa? Đây à, chưa có hàm đây này. Mày đã viết hàm đâu? Thấy chưa? À, bà đấy em anh chưa kịp viết, em bị lỗi hiển thị thông tin này mà mày thay được thầy ạ. Của em không hiển thị mà. Lúc em chưa làm đến bước này của em chưa hiển thị được thông tin thì em rồi. Chưa làm được xóa. Hôm đây là của thằng Huân Vũ gì gì cơ mà. Vào đây. Ừ, vậy em tưởng bài em. Đây là bài của thằng Huân Vũ mà. Ai? Mình xóa được rồi. Bài giờ. Bài đây, ông chưa viết cái hàm remove hotel by ID. Thế rồi. Được chưa? Bây giờ các bạn đã thấy là chúng ta có thể là xử lý được cái việc gửi request lên một cái server nào đấy để mình tương tác với dữ liệu thông qua API. Được chưa? Thì trong các cái bài tới tôi sẽ làm nốt cái việc là sửa và xóa, à thêm và sửa. Cho một cái ví dụ. Sau đấy là các bạn sẽ làm một bài assignment đề cho tôi ra. Được chưa? Thì tôi sẽ đi copy lại cái bài assignment của lớp 03 tôi gửi cho các bạn. Để cho chúng ta làm chung đề. Chấm cho nó nhanh. Đỡ mệt. Đây. Các bạn được phép chọn một trong hai đề sau. Classwork này. Create assignment này. Topic là lab. Đây là assignment final. Đấy, cái này là 10 điểm. Ngày nộp là hết tuần này. 29 đi. Tất nhiên là các bạn làm đến đâu làm, còn chúng ta sẽ tiếp tục học thêm chứ không phải là chỉ thế là xong. Được chưa? Còn chúng ta còn cái phần form nữa là chúng ta kết thúc cái phần nội dung chính của môn này rồi. Còn lại chỉ là cài cắm thêm các thư viện nào hay chúng ta cắm vào chúng ta dùng thôi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái phần đấy. Được chưa? Thì đây là cái bài nội dung bài hôm nay của chúng ta là dùng service để gửi cái request lên mock API để giúp chúng ta có thể là tương tác được với dữ liệu ở trong API. Dạ, có bạn nào thắc mắc gì về phần này không? Cái observe kia là gì? Observable á? Vâng ạ. Cái này gì? Vâng. Wow. Vâng. Observable ấy, cho em để ý nhé. Chúng ta có một cái subscribe. Nhìn thấy cái subscribe này không? Đây. Đấy, cái subscribe này nó sẽ chờ cho cái việc gửi request lên server như các bạn gửi nó trả về dữ liệu. Thì nó cái hàm subscribe sẽ được chạy. Được chưa? Các bạn có đang nghe bao giờ nghe đến khái niệm là bất đồng bộ chưa? Chưa. Đây nha, tôi gửi cho các bạn coi nhá. Đây. Ví dụ như sau này, có nhìn thấy màn hình không? Rồi bây giờ chúng ta có là console log một
và console log 2. Console log 2. Bây giờ theo các bạn là hai cái thằng này tôi chạy một phát thì thằng nào sẽ chạy trước, thằng nào chạy sau? Số 1 ra trước hay số 2 ra trước? 1 ra trước. 1 ra trước đúng không? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ tiến như sau. Tôi tiến hành là set timeout. Set timeout function. À cái hai đang chưa kịp ra thì đã tắt rồi. Đây. Đây còn số lốc 2. Bây giờ cái nào ra trước cái nào ra sau? Đây tôi để thêm 1000 nữa. Bây giờ cái nào ra trước cái nào ra sau? Hai ra trước. Hai ra trước ra sau. Đúng chưa? Vì sao? Mặc dù hai cái hàm set in, set timeout và set console log này nó đều cùng chạy gần như là cùng một lúc. Nhưng mà thằng 2 lại ra trước, thằng 1 lại ra sau. Đáng lẽ nếu mà trong ngôn ngữ backend của các bạn, ngôn ngữ Java ấy, thì thằng này nó là chạy trước, nhưng mà kể cả nó sleep 1000 thì thằng này, thằng đằng sau này nó cũng phải chờ thằng này chạy xong thì nó mới chạy đúng không? Vâng, đúng không? Nhưng mà ở trong JavaScript nó không thế. Cái tôi vừa demo ấy, cái này gọi là bất đồng bộ. Trong JavaScript nó sẽ có những cái hàm để xử lý kiểu dạng như là hai thằng ok đồng thời cùng chạy, nhưng mà thằng nào chạy xong trước thì trả được kết quả trước, thằng nào chạy xong sau nó sẽ trả kết quả sau. Đấy gọi là bất đồng bộ. Được chưa? Thì ở trong cái Angular này, cái observable ấy, nó bởi vì nhá, có việc chúng ta ví dụ như đây, tôi bấm vào đây nhá. Các bạn đếm này. Nó có trả về dữ liệu ngay không? Không không. Đây này, nó chạy mất bằng này mili giây này. Là 1037 mili giây, tức là khoảng 1 giây. Được chưa? Thì ở trong cái JavaScript của chúng ta, nếu mà chúng ta để cái này mà để đây, ví dụ như là các bạn muốn viết là this.hoteldata bằng cái này. Đây bằng cái đoạn này mà không có đoạn subscribe này thì nó sẽ chết nhăn răng. Chắc củ với các bạn luôn. Thì nó sẽ chết nhăn răng ra. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Đây tôi sẽ bấm thử. Thấy không? Nó lỗi này. Bởi vì cái hàm này chưa chạy cái việc là nó gửi request lên, nó chưa biết là kết quả về là mất bao lâu, mà nó đã gán dữ liệu cho cái thằng này rồi, dẫn đến cái thằng hotel data này dữ liệu của nó sẽ bị null, nó bị undefined. Do đó mới bắt buộc phải có một cái set global là để cho cái thằng get hotel ID này nó gửi request lên đi, cứ để cho nó gửi request lên đi và ngồi chờ. Thằng subscriber này là thằng ngồi chờ này, ngồi chờ cho đến bao giờ cái request do cái hàm này gửi đi nó trả về dữ liệu, thì cái dữ liệu đấy mới được gán cho cái thằng hotel data này. Được chưa? Thì cái observable nó giúp chúng ta làm cái việc đấy. Được chưa? Kiểu dữ liệu của hotel cái hàm này, kiểu dữ liệu trả về của nó phải là kiểu observable ở trong Angular thì mới có cái subscriber kia. Được chưa? Hiểu cái vấn đề đang gặp phải và vì sao phải dùng observable chưa? Nói tóm lại các bạn chỉ cần nói một câu thôi. Kể cả sau này các bạn thi tôi hỏi các bạn chỉ cần trả lời tôi một câu thôi. Cái observable đấy để giúp bọn em giải quyết cái vấn đề gửi request hoặc là giải quyết cái vấn đề bất đồng bộ dữ liệu. Thế là xong. Được chưa? Được. Ok. Rồi, điểm danh nhá. Về nhớ ôn lại cái bài này đấy. Không ôn là không làm được đâu. Mẹ gì đây? Rồi, điểm danh nhá. Trần Trung Hải. Có. Lưu Thanh Phương. Bạch Công Dũng. Có. Nguyễn Tiến Trường. Nguyễn Sĩ Mạnh. Vũ Đức Anh. An Văn Dũng. Nguyễn Thế Anh. Nguyễn Tuấn Sơn. Đặng Văn Toàn. Vũ Đức Huân.
Có. Nguyễn Đình Dương. Vũ Đình Dương. Vũ Đình Dương lại thằng Huân Vũ lại lại là làm gì có à cái gì đấy. Nguyễn Quang Minh. Trịnh Quang Minh. Đặng Minh Chiến. Đặng Minh Chiến. Nguyễn Văn Huynh. Đào Trung Chiến. Tô Tiến Dương. Lê Hoài Nam. Phùng Minh Hiếu. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Chu Mai Lan. Vũ Đức Bình. Có ạ. Phan Tiến Long. Phan Tiến Long. Nguyễn Minh Quốc. Hà Ngọc An. Hà Ngọc An. Trần Minh. Dạ có thế. Có là ai có? Không biết à? Dương Tấn Minh. Lê Đức Quyền. Đào Duy Lương. Nguyễn Minh Tuấn. Trần Ngọc Hải. Có ạ. Nguyễn Quyết Chiến. Phan Đình Bình. Rồi, những bạn sau hôm nay vắng này. Đặng Minh Chiến. Phan Tiến Long. Hà Ngọc An. Dạ có em đây thầy ơi. Rồi. Ok. Rồi ok nhá. Về các bạn xem cái bài assignment kia đi. Làm được bao đến bao nhiêu thì cứ làm nhá. Thế nhá. Còn là không ai thắc mắc gì chúng ta nghỉ ở đây nhá. Vâng. Ok. Vâng.